Em chào chị, chào em chào chị Cát Tường. Chào em, chào chị. Mi chào bác đi, con chào bác. Con chào bác. Trời ơi, giỏi quá, con chào bác, xin chào cả nhà nha. Nguyễn Thị Trang là một nhà sáng tạo nội dung với hơn 886.000 lượt theo dõi trên TikTok, 141.000 lượt theo dõi trên kênh YouTube Trang Miu Family Japan. Hiện cô đang sống cùng chồng và hai con tại Nhật Bản. Kênh mạng xã hội của cô được nhiều người biết tới với cuộc sống người Việt ở Nhật cùng người chồng người Pakistan. Và đặc biệt là bé gái Lai tình Miu vô cùng dễ thương. Hãy cùng người kết nối trò chuyện với cô nàng này xem có gì thú vị nhé. Hiện tại là mình đang sống ở đâu ở Nhật Bản vậy Trang? Dạ hiện tại thì gia đình em đang sống tại thành phố Koga, tỉnh Ibaraki của Nhật ạ. Từ nhà em đi lên trên Tokyo thì khoảng 1 tiếng đi ô tô chị ạ. À, bé con là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con mấy tuổi? Con 4 tuổi, trời ơi giỏi quá. Mẹ dạy tiếng Việt cũng giỏi ghê ha. Còn chồng mình là người nước nào vậy Trang? À, anh em thì người Pakistan chị ạ. Pakistan, rồi ảnh có biết nói tiếng Việt không? Anh em biết một ít chị ạ. Còn chủ yếu là anh ấy nói tiếng Nhật và tiếng Anh ạ. Ồ, tiếng Nhật và tiếng Anh. Như vậy là bây giờ em là vừa làm cô giáo dạy tiếng Việt cho cả bố lẫn con luôn đúng không? Vâng. Mà hai học trò này, học trò nào học giỏi hơn? Đây, học trò bé giỏi hơn chị ạ. Cho bé nó nhanh hơn. Dạ, cho bé học giỏi hơn. Học trò bé lên xong rồi còn dạy lại học trò lớn kia. Cho chị Tường tham quan một chút xíu cái căn nhà mà hai vợ chồng mình đang ở đi nè. Hiện tại thì nhà em đang ở căn chung cư và chung cư thì nhà em thuê cũng khá là lâu rồi. Cũng có mua nhà mới rồi nhưng mà nhà em chưa chuyển về. Đây cho mọi người quan sát một tí tại cái nhà này nó cũng không được rộng lắm, với lại là nhà em đang chuẩn bị dọn đồ để chuyển ấy chị. À. Thành ra là nó nó đang bị lung tung. Bao nhiêu mét vuông cơ? Chung cư 50 mét vuông, hai phòng ngủ chị ạ. Thì em đang ngồi ở phòng khách. Và bên đây thì có phòng bếp nhỏ và hai phòng ngủ. 50 mét vuông mà thiết kế được hai phòng ngủ, bếp, phòng khách là gọn ha, lớn ha. Vâng, bên này diện tích người ta không làm rộng nhưng mà nó thiết kế rất là gọn gàng. Trang là mình đi qua Nhật được bao nhiêu lâu rồi em? Được gần 10 năm rồi ạ. Đến năm nay là sang năm thứ 10 đấy. Ngáp rồi, mấy giờ? Thì giờ này bên Nhật là mấy giờ cơ? Hiện tại bên Nhật là 7 giờ kém. Rồi bây giờ Trang kể chị nghe một chút xíu cái câu chuyện mà mình đi Nhật như thế nào ha. Ừ, để em lấy cái hôn là lần đầu tiên là em lấy người Nhật. Sau đó thì có mấy lần cùng với chồng cũ đi về bên Nhật chơi. Hồi đấy thì em cũng không có thích sang Nhật ở đâu, bởi vì là bên em thấy là buồn á, kiểu như mình đang ở Việt Nam nó đông đúc, hàng xóm láng giềng vui vẻ kiểu thế, xong rồi sang đây hàng xóm người ta không có chơi với nhau, xong rồi tối thì 8 giờ thấy đèn đường tối om rồi, xong rồi chả lại đi đâu chơi, thế là em thấy buồn lắm. Thế là về Việt Nam sống thì ở một thời gian ở Việt Nam, con em anh cô Jin 1 tuổi là bọn em đã ly thân và chuẩn bị ly hôn rồi. Rồi ly hôn xong rồi em lại tiếp tục qua Nhật nữa, thì lúc đó qua thì mình sinh sống ở đâu như thế nào? Không, ly hôn xong thì em vẫn ở tiếp tục ở Việt Nam khoảng mấy năm nữa cơ. Xong rồi về sau dần dần con em lớn dần thì em nghĩ là kiểu như là muốn con học hành tốt hơn ấy, thì mình mới cho con đi. Thì mãi sau tận mấy năm sau thì em mới cho đi cơ. Lúc đấy đi sang thì bắt buộc là bố chồng cũ em, là ông nội của con trai em, đứng ra bảo lãnh cho em để đi sang đấy. Thì đi sang đấy thì lúc đấy thì bắt buộc là em phải ở gia đình nhà ông nội. Dễ và nhanh nhất là em làm visa du lịch, du lịch 9 ngày đó. Sang đấy thì em lại phải chuyển đổi sang visa, bởi vì anh cô lớn như em thì mang hai quốc tịch Việt và quốc tịch Nhật. Thành ra em sẽ có cái tư cách là xin được visa định cư tại Nhật này, tiện là nuôi con đấy chị. Tại vì con mình ở Nhật đúng không? Con mình là visa Nhật. Thì những cái ngày đầu như vậy là coi như mình phải qua là mình ở nhờ nhà của bố mẹ chồng cũ đúng không? Thì không biết là nó có những cái khó khăn như thế nào trong cái hành trình đầu tiên khi mà em ở lại với Nhật, nhưng mà không là ở một mình chứ không phải là đi theo chồng. Cái quãng thời gian đấy thì nó cũng khá là khó khăn, chủ yếu là về mặt tinh thần đấy chị ạ. Bà. Lúc đấy thì không được sự hỗ trợ có nghĩa là động viên về tinh thần của ông bà nội này. Em mới qua đây tiếng em không có giỏi, ăn uống hàng ngày thì mình ăn kiểu Việt Nam, còn ông bà thì lại nấu kiểu Nhật. Em lại tự nấu hai mẹ con, ăn kiểu hai mẹ con. Cái cách sinh hoạt cũng thế. Cách sinh hoạt là thường ở Việt Nam thì có phải là mình trẻ thì cũng phải 10 giờ, 11 giờ mới đi ngủ không? Còn sang bên đấy thì hai ông bà già là 7, 8 giờ ông bà đã tắt điện bắt đi ngủ hết rồi ấy chị ạ. Ngày đấy thì chưa có điện thoại chị ạ. Điện thoại thì sang Nhật thì muốn dùng được mạng của Nhật thì phải mua điện thoại, phải đi đăng ký, rồi là rất là rắc rối. Thành ra tiếng không biết thì em không tự đi đăng ký được. Đấy. Thành ra chỉ có thi thoảng thì bố mẹ em gọi điện ở nhà bằng cái máy bàn của ông bà ấy. Mà ông bà toàn đi ngủ sớm thôi. Nên là lúc nào phải dặn là bố mẹ em mà có gọi điện sang thì phải gọi sớm, không thì ông bà ngủ mất, kiểu mình sợ làm phiền ấy.
Vậy thì bao lâu mình mới gọi được cho bố mẹ mình một lần? Có thể là một tuần, là có thể là 10 ngày hoặc 2 tuần, khi nào có việc cần ấy, thì em sẽ gọi. Như vậy thì mình ở trong chung cùng với bố mẹ chồng cũ là bao nhiêu lâu? Khoảng 3 tháng á, sau khi em chuyển được sang cái diện visa khác là visa nuôi con, visa dài hạn ấy, thì là em chuyển ra ngoài, em thuê mình riêng. Thì lúc đó sẽ có những cái khó khăn khác nữa. Kể cho chị nghe một chút xíu về những cái khó khăn khi mình sống một mình ở nơi đất lạ mà có một con nhỏ nữa. Cái quãng thời gian mà lúc mà em chuyển ra ngoài thì nó bắt đầu có cũng rất là nhiều khó khăn. Tiếng em cũng chưa giỏi, rồi là em lại không có bằng lái xe ô tô. Mùa đông tuyết nó rơi rất là lạnh, em phải đưa đón con em đi học bằng xe đạp vậy chị. Ô, trời ơi, xe đạp đi được cực lắm á. Người ta đi đón con về thì con được lên xe ô tô nó ấm, rồi là nó an toàn. Con mình thì toàn phải ngồi xe đạp rất là lạnh, rồi hai mẹ con ấy lo góc trời những ngày trời tuyết rơi ấy chị ạ. Không dám đạp ấy nhá, mà phải xuống đi bộ để dắt ấy, không kiểu đường nó trơn ấy, rồi là rất là lạnh, tuyết rồi lạnh buốt này. Đúng rồi, bởi vì là ô tô thì mình không lái được rồi, xe máy thì bên này người ta cũng cấm, người ta chỉ cho một người thôi, cũng không có bạn đèo hai đèo ba như Việt Nam mình. Thành ra là chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất là đi xe đạp, đi bộ. Sao? Đi bộ thì quá xa, phải đi xe đạp khoảng 4-5 cây à. Có xin được việc làm không? Có, trong cái thời gian mà chờ chuyển đổi visa ấy, thì là em cũng đã đi đến cái bên này, người ta có cái trung tâm gọi là trung tâm Halawak ấy, là cái trung tâm giới thiệu việc làm miễn phí cho người nước ngoài. Gần chuyển ra ngoài thì em bắt đầu em đi làm rồi. Sáng thì em đưa con đi học, xong em đi làm, xong rồi chiều về tan làm thì em lại đi đón con. Lúc đó là về kinh tế chắc là cũng khó khăn, mình cũng phải tiết kiệm, cần kiệm lắm mới sống đủ đúng không? Vâng, sau khi mà em chuyển ra ngoài rồi thì cũng rất là may, có rất là nhiều cô chú ở công ty, người ta biết hoàn cảnh của em là một mình nuôi con, với cả là kiểu cũng người nước ngoài ấy, tiếng cũng không biết nhiều, rồi không biết nhiều những cái chế độ của Nhật. Thế là các cô cũng hướng dẫn là nếu mà ly hôn rồi thì xin cái chế độ trợ cấp của thành phố dành cho những cái bà mẹ đơn thân ở bên này. Xong rồi các cô ở công ty dẫn em đi làm, xin được cái chế độ đấy thì tiền nhà em được miễn phí, rồi tiền học của con cũng được miễn phí, rồi tiền khám chữa bệnh của hai mẹ con cũng đều được miễn phí cả. Thành ra là hai mẹ con đi làm thì chỉ mất chi tiền ăn, tiền sinh hoạt linh tinh thôi. Em không phải đi học tiếng Nhật chứ đúng không? Mới đi xin việc làm được chứ. Khi mà đi làm thì em giao tiếp với mọi người, rồi mình tự học ấy. Ồ, mình tự học là chính, mình tự học rồi mình tự nhớ. Thì dần dần là mình cũng nói được nhanh ấy. Em sang đấy thì hầu như là em đi làm mấy tháng, hầu như là nói giao tiếp là cũng rất là ok. Mình phải thích nghi, thành ra là mình phải tự học. Vậy thì trong cái khoảng thời gian đó là em có về Việt Nam không em? Rồi có đưa con về Việt Nam không? Thời gian đấy thì em cũng có, tại vì là lúc nãy em đã nói là em không có bằng lái ấy. Thì là sau đấy thì em nghĩ là bây giờ nếu mà không có bằng lái thì sẽ hai mẹ con là rất là vất vả. Em mới quyết định thì em đi hỏi để thi bằng lái. Trình độ tiếng của em ấy, nếu mà thi ở bên Nhật thì sợ không thi được như những người Nhật bình thường, người ta thi một lần là đã khó đậu rồi. Còn với mình người nước ngoài là cái chữ Hán ấy, chữ Hán hầu như là em không có biết, chắc chắn là mình sẽ không thể thi được. Thành ra là em phải về Việt Nam, em thi bằng lái Việt Nam, có thời hạn lái ở 3 tháng ở Việt Nam. Thì sau đó xong rồi em lại thi đổi bằng. Thì lúc đấy thì cái thi lý thuyết nó chỉ có 10 câu hỏi thôi, thì nó đơn giản hơn. Lúc cho Jin sang đây được mấy tháng rồi ấy, thì xong rồi làm việc được khoảng vài tháng nữa thì hai mẹ con em lại về Việt Nam. Đó, thì về Việt Nam đấy thì lại để cô Jin ở Việt Nam. Thì em thi học này, thi được bằng lái này, xong là em lại quay sang đây làm việc mấy tháng, xong rồi em lại về cho lấy đủ đúng 90 ngày để đủ cái thời gian để sang đây đổi ấy chị. Để sang đây em đổi được rồi, em phải mất 3 tháng, em thi đến lần thứ 6 em mới đậu. Thi lần thứ 6 thì em mới đậu được bằng lái xe. Thi bên này nó khó lắm chị ạ. Nói chung là người nước ngoài có cái bằng lái xe nó kiểu còn vui hơn là bằng đỗ đại học ở Việt Nam luôn ấy. Rồi con mình thì sao? Lúc đó mình đi về như vậy thì con sao? Cái thời gian em đi về thì con em để cho ông bà ngoại ở Việt Nam nuôi. À, vậy là cũng có giai đoạn rất là tội cho con mình, rất là nhớ con đúng không? Vâng ạ, rất là nhớ con nhưng mà vẫn phải cố gắng, tại vì mình có cái mục đích xa hơn ấy. Rồi hiện tại là con trai đâu rồi? Con trai bây giờ là mấy tuổi rồi? Con lớn em thì bây giờ lớn rồi chị ạ, 14 tuổi, đang tuổi dậy thì, cũng không có thích quay video hay là không thích gì, đang ngồi trong phòng đây. À, và vẫn sống chung với bà mẹ bây giờ luôn. Cái cơ duyên nào em lại gặp anh chồng hiện tại của mình? Khoảng năm 2014 quen nhau qua cái ứng dụng, một cái app ở trên trên mạng ấy. Nhưng mà em cũng khá là sợ, bởi vì người nước ngoài ấy thì mình cũng khá là cảnh giác. Những cái thông tin cá nhân của em thì hầu như em không bao giờ nói với ai cả. Hay xong có một lần đang lướt thì tự dưng thì em thấy cái tên của chồng em,
Thế em thấy cái avatar, ảnh avatar rất là đẹp chị ạ. Rất là kiểu đẹp trai mà cái mắt rất là sâu, lông mi cong, mũi cao. Đấy. kiểu vua mình thích. Thì lão đẹp trai quá thì em mới vào em nhắn tin, em hỏi trước. Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp em là như thế nào? Mà ý nói tôi một từ, sau đây cả mô. Hãy em đi kiếm mặt chất tạo đi kết quả. Nick cây của ai ạ? Nick cây thang cây đã kết tạo đi chăng? Sau cái thời gian bọn em nói chuyện được một tuần, bọn em hẹn gặp. Hẹn gặp và sau một tháng thì bọn em là đồng kết hôn luôn đấy chị ạ. Sau khi nói chuyện trên mạng xong là hẹn nhau một tuần sau là gặp mặt bên ngoài. Gặp nhau một tháng đồng ý kết hôn luôn. Ủa nhưng mà ảnh là trước đó anh đã có gia đình chưa? Dạ anh em chưa ạ. Wow, trai tân luôn. Anh có biết cái hoàn cảnh của em là đã có con riêng rồi không? À có, tại vì lúc mà quen mà nói chuyện qua mạng ấy thì em cũng kể hết mà. Em cũng nói là bây giờ em sang em ở với con em một mình. Hoàn cảnh của em như thế, bây giờ chỉ có hai mẹ con thôi. Lần đầu tiên mà em gặp là đưa con em đi yêu mò, đi xem phim ấy chị ạ. Đấy là cái buổi đầu tiên mà em gặp nhau. Nghe giống như chuyện trong phim á ha. Hoàn cảnh gia đình của ảnh là như thế nào, em kể sơ lược về ảnh cho chị nghe với. Lúc mà em quen anh ấy thì em chỉ có hỏi là ủa anh bao nhiêu tuổi, mới lại nhà anh có mấy anh chị em, anh là thứ mấy. Thì là anh bảo là bố mẹ anh vẫn còn trẻ, nhà thì có bốn anh em, anh ấy là con cả, dưới đấy là hai cậu con trai và một cô em gái nữa. Thì em chỉ đọc hỏi như thế thôi, chứ em cũng không có hỏi nhiều về gia đình, bởi vì em thì vẫn nghĩ rằng là hai vợ chồng em thì sẽ sống ở Nhật này chứ cũng không về bên kia sống, hoặc à, về Việt Nam. Là coi như gia đình của anh vẫn ở Pakistan hết. Chúng tôi này phải tari khi khán giả đặt đi show, đặt để ở bên ta, ở đây cái mini ta cả, sau đó khán tân đã cả, tari tôi mất rồi cả. 友達遅くなってたから それ から もう 決まった問題ない 結婚しても À, bao lâu sau thì mình có bé gái này? Sinh mi vào năm 2017. Có nghĩa là cũng sau khi bọn em kết hôn được khoảng 3 năm ạ. Ảnh là trai tân là mình đã có con riêng rồi thì nghĩ là lấy xong là mình phải sanh liền chứ. Thì bọn em cũng tính như vậy ạ. Nhưng mà nhiều khi nó hay lại có thử thách. Lúc mà bọn em quyết định kết hôn thì lúc đấy thì hai vợ chồng cũng đều thả. Rất là buồn, thì em thả hai lần em đều có bầu nhưng mà bị trường ở ngoài tử cung ấy. Thành ra là hai lần đều bị cắt mất hai cái vòi trứng. Thế là sau cái lần thứ hai thì em không thể có thai tự nhiên được nữa, bắt buộc là phải làm ống nghiệm. Sau đó thì vợ chồng em lại lăn lộn hết từ Việt Nam sang đến Nhật rồi chữa trị. Mãi đến tận 3 năm sau thì bọn em mới có được bé Miu đây bây giờ. Wow, khó khăn vậy đó hả em? Cũng không biết là tại sao. Trong cái hành trình mà 3 năm mà điều trị hiếm muộn như vậy, có khi nào anh thấy nản không? Tại vì anh là trai tân mà, nó có thiếu gì cơ hội, đúng không? Mình cũng phải có con chứ. Thì có khi nào anh muốn là tiểu là từ bỏ cái người phụ nữ này không? Không nghĩ tới luôn anh ấy mà lại xong cái. Nhưng mà bây giờ anh ấy đã làm một cái gì cả, gắm sao rồi chứ cái này. Mất rồi chứ. Này, cái Islam thì là là 捕まったらなんか大きな悪いことしたらずっと子供できたらできなかったらその時は違う結婚できる。そんな簡単じゃないイスラム。あと離婚したらもう家族も全部終わっちゃうから。 À, nhưng mà không biết là bố mẹ chồng á thì khi mà biết con dâu mình hiếm muộn như vậy thì cái suy nghĩ có phản ứng như thế nào không? おお、普通それは言ってるあなた自分で結婚決まったからそれから何でも自分で考えて。オッケーがダメが言わないからなの。 Chị biết là em cũng có phát triển cái kênh YouTube của mình nữa, thì không biết là bận rộn như vậy rồi cơ duyên nào là mình làm YouTube vậy Trang? À, cái kênh YouTube thì trước em có xem những cái kênh với gia đình ở bên của Nhật này, hoặc là của nhiều kênh của nước ngoài ấy. Người ta quay được con từ lúc nhỏ xíu cho đến 10 năm sau nên con lớn rồi thì xem lại rất là thú vị. Thành ra là em cũng thích là em muốn quay được những cảnh gia đình của nhà em từ con em từ ngày khi còn nhỏ cho đến khi sau này con lớn để con có cái kỷ niệm con xem lại ấy. Miu được khoảng 2 tuổi rưỡi, gần 3 tuổi là sắp đi mẫu giáo ấy. Thì em có thể là rảnh hơn một xíu thì em bắt đầu em tập em làm YouTube thì nó cũng khá là vất vả. Thì em cũng không có làm nhiều, lúc nào mà gia đình em đi chơi nhiều hoặc có cái gì vui vui thì em sẽ làm video em đăng lên. Sau này thì tự dưng lại thấy thích bên kênh TikTok. Đầu tiên là chỉ đăng những cái video hài hài của Miu lên để cho mọi người xem thôi. Thì về sau này mọi người lại thấy rất là hứng thú với nàng Miu Xuân kia. Quy định của TikTok ấy rằng là không được trẻ con dưới 16 tuổi không được phép quay video một mình. Thành ra là em phải chuyển sang chủ đề review.
thì cũng rất là may là lại cái chủ đề của em lại được mọi người quan tâm. Clip nào của gia đình em trên YouTube và TikTok mà được đông người xem nhất, ấn tượng nhất? TikTok thì video triệu view thì nhiều lắm ạ. Cuộc sống hàng ngày của Miu á thì cũng nhiều video triệu view lắm. Còn trên YouTube thì mới đây em có một cái video về gia đình nhà chồng em thì video đấy triệu view thôi. Là đi về bên Pakistan á hả? Vâng ạ, đợt vừa rồi thì nhà em có về Pakistan thì em cũng có quay khoảng chục cái video để đăng để giới thiệu với mọi người văn hóa Pakistan ấy. Vì hầu như mọi người cũng không có cái thông tin hoặc là mọi người cũng không có hiểu được về bên đấy đời sống người ta như thế nào ấy. Rồi vậy là em cũng ở bên Nhật nè, rồi em cũng qua được bên quê chồng của mình ở Pakistan rồi. Rồi ở Việt Nam nữa thì em thấy là có những cái văn hóa gì khác biệt giữa đất nước của mình đang ở với Pakistan không? Em thấy thì nó khác lắm chị ạ. Nó văn hóa kiểu như nó khác biệt luôn ấy. Chị nghĩ những cái clip của em làm mà view cao là cũng đúng, là tại vì ít có thông tin ha, người Việt mình ít có thông tin về Pakistan. 99% người Pakistan là người ta mang đạo Hồi, mà đạo Hồi thì so với văn hóa của mình thì nó rất là khác biệt. Người dân người ta thì vẫn là những người bình thường, người ta vẫn phải đi làm kiếm tiền và vẫn phải nuôi gia đình, nuôi vợ, nuôi con, rồi là đấy cũng phải lo cơm áo gạo tiền chứ không thể là ai cũng mang bom đi để cảm tử. Đạo Hồi là mình ăn bốc đúng không em? Vâng ạ, bên đấy thì văn hóa phong tục của người ta là đa phần là ăn bốc, nhưng mà tùy từng món ạ. Ví dụ như món súp thì người ta vẫn dùng thìa, hoặc là ví dụ như ăn salad thì người ta vẫn dùng dĩa. Còn ăn bốc là trong trường hợp mà người ta ăn cái bánh nam với cả cái bánh roti, cái bánh tròn tròn ấy, thì người ta bắt buộc phải dùng tay xé và người ta phải cuộn với lại cái cà rê ấy chị ạ. Chứ nếu mà mình dùng đũa hay dùng dĩa hay dùng thìa thì đều cũng không làm được chị ạ. Thành ra là nó thành cái văn hóa là ăn bằng tay như thế. Ấn tượng nhất trong cái đợt về quê chồng là cái gì, rồi những người nhà của chồng đó đối xử với em như thế nào? Có kỷ niệm gì đáng nhớ trong chuyến đi đó không? Về quê chồng nhà em thì ấn tượng nhất là gia đình nhà chồng em rất là tình cảm, rất là quan tâm đến cái cảm xúc của mình và của cả anh cousin nữa. Cái lần đầu em về cách đây 3 năm, Miu vẫn nhỏ, Jin cũng 10 tuổi. Cũng là lần đầu tiên em về Pakistan, là cũng là lần đầu tiên, xong rồi ông bà cũng tổ chức luôn đám cưới cả em và em chồng em cùng một lúc ấy. Em không hề biết là về đấy để tổ chức đám cưới, mà em chỉ tưởng là chồng em bảo là về đám cưới em chú, không nghĩ là tổ chức đám cưới của bọn em. Thế xong cái về tự dưng đùng cái bất ngờ xong rồi mình làm cô dâu chị ạ. Ôi giời ơi, không biết gì luôn. Cũng tình cảm đúng không? Vâng ạ, mọi người bên đấy tình cảm, rất là tình cảm và rất là quan tâm, lúc nào cũng hỏi xem mà mình cần cái gì không, mình muốn cái gì không đấy. Rồi hỏi xem ví dụ ăn cơm thì ăn có ngon không, hoặc là hôm nay có thấy vui không. Mà lúc nào mà mẹ chồng em mà thấy mặt em xị là con lại bị sợ chết à. Cái đám cưới đó bất ngờ là bất ngờ với em thôi, hay là chồng em cũng bất ngờ luôn, hay là chồng em đã có kế hoạch chuẩn bị trước với gia đình của chồng rồi? Anh và gia đình thì có biết, chỉ có một mình em mà không biết thôi ạ. あと私家族に言ってたから家族に言ってたからもう愛してるからもうこれだけ結婚する Em thấy là đám cưới ở Pakistan có khác gì đám cưới ở Việt Nam không? Với lại là người Hồi đó có phong tục gì khác mình không? Ở bên đấy thì đám cưới rất là khác biệt chị ạ. Đám cưới thì nhà chồng em thì tổ chức liên tục trong 3 ngày. Mỗi một ngày thì sẽ có một ý nghĩa riêng. Nó rất là rườm rà, mình phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, quần từ quần áo đến nữ trang. Còn nếu mà ví dụ như con gái thì sẽ chuẩn bị được của hồi môn. Rồi con trai thì cũng thế, cũng chuẩn bị rất là nhiều ạ. Phong tục thì nói chung là rất là lạ. 3 ngày luôn, có nghĩa là trong cái thời gian đám cưới thì hầu như một ngày em được chỉ được ngủ 2-3 tiếng thôi. Sáng ra dậy ăn uống xong rồi lại đi quần áo trang điểm, xong bắt đầu chuẩn bị, xong bắt đầu đến tiệc sự tiệc, xong rồi mãi khuya mới được đi về, xong về nhà xong lại ở nhà nữa, rồi mọi người cũng đến nhà chơi rồi lại tiếp khách nữa. Thành ra là nó cứ 3 ngày liên tục như thế. Như vậy là em đến Pakistan như vậy là được 2 lần. Một lần đám cưới, một lần mới đây là được 2 lần. Còn ảnh thì mới về Việt Nam, anh về Việt Nam được mấy lần? Một lần ạ. Mới một lần thôi, là coi như hẹn sắp tới là sẽ về tiếp, là về cả gia đình luôn đúng không? Vâng ạ.